Trong 2 ngày từ đêm 9 đến 10 tháng 8, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam Vietnam MRCC đã nỗ lực tiếp cận ứng cứu hai tàu cá Quảng Bình bị nạn khi đánh bắt trên biển miền Trung do ảnh hưởng của bão Mulan. Theo đó, lúc 1 giờ ngày 8 tháng 8, tàu cá QB98084TS của ông Hoàng Long, trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đang đánh bắt cá trên biển thì bị vỡ hộp số, mất neo dù. Nhận tin tàu CSB2014 đã tiếp cận được thuyền viên và lai dắt tàu QB98084TS lúc 23 giờ cùng ngày 8 tháng 8 để đưa về đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Còn tàu cá QB98196TS, ngay sau khi cùng tham gia hỗ trợ ứng cứu tàu QB98084TS cũng bị mắc kẹt giữa biển, khiến tàu bị hỏng chân vịt, trôi dạt tự do, nước tràn vào tàu. Vietnam MRCC cũng đã điều động tàu SAR 412 tiếp cận tàu QB98196TS vào lúc 18:50 ngày 9 tháng 8 và đưa hai nạn nhân sang tàu để được hỗ trợ y tế. Đến 14:30 phút ngày 10 tháng 8, tàu QB98196TS về đến Hải đoàn 48 Bình Định. Trong ngày 10 tháng 8, tàu cá BD98850TS do ông Trần Quốc Bảo trú tại phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên vùng biển cách bờ biển Tam Quang Bắc 88 hải lý thì phát hiện hai thuyền viên tàu QNA91147TS của Quảng Nam trôi dạt trên biển và đã được cứu vớt, đưa lên tàu để sưởi ấm. Sức khỏe hai thuyền viên dần ổn định. Dự kiến hai thuyền viên bị nạn sẽ được đưa về cảng Tam Quang trong sáng nay.